Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi 32 tựa game. Đầu tiên mình sẽ chơi game Stickwood Legacy. Đây là phiên bản mod đặc biệt của mình và cũng là do chính mình tạo ra. Đây. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ nâng cấp lên nào. Đây. Đây là đội quân lửa. Nên chúng ta sẽ mở skin này. Mình sẽ mở skin lửa hết nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp hết đây. Chúng ta sẽ vào mua. Đây là mình mới chơi nên là chưa có mua những vật phẩm gì cả. Bây giờ mình sẽ mua tạm trước một ít. Mỗi thứ một ít, không cần nhiều. Sẽ là gì? Ok, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu rồi. Bắt đầu. Này mình sẽ chơi sao ba. Wow. Đây là những con green phone. Wow, rất nhiều green phone. Phone lửa.
làm rất là to. Một phát là chết luôn. Mắc quân đi rồi mới tấn công một thể. Vâng, quân địch đã rút lui rồi. Có vẻ là đã biết sợ rồi đây. Ok, tấn công. À, vẫn tiếp tục xông lên kìa. Khá là máu chiến nhỉ. Phun băng. Vâng, nó đã xuất hiện rồi. Cũng có vẻ khá là mạnh. Đập một phát mà quân mình đã chết gần hết và phải rút lui. Phun băng đã không trụ được và đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ việc còn lại có vẻ là khá đơn giản. Forward.
Attack.